đó là ấn tượng đầu tiên. Có thể là ở mỗi một giai đoạn thì người ta vẫn có những thể nghiệm riêng và những hướng đi riêng. Trong quá trình tiếp theo, tự nhiên Đức Hữu đã được những công chúng, nói chung là giới trẻ lớn hơn một tí đón nhận và rất nhiều những bản tình ca. Nhưng bên cạnh đó thì Hữu vẫn có những bài hát riêng để dành tặng cho các bé và đặc biệt là đối với thiếu nhi, phải không ạ? Đúng rồi, và Hữu hồi xưa Hữu cũng đã từng học qua nhà thiếu nhi. Cho nên là khi mà Hữu đứng trên sân khấu cùng với các bé thì Hữu rất là nhớ kỷ niệm xưa. Cho nên là Hữu có chuẩn bị một ca khúc này cũng là lần đầu tiên Hữu hát tách ra solo riêng và trong nhóm nhạc HAT. Đó là ca khúc được mang tên Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi. Vâng, ngay bây giờ sẽ là Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi. Một lần nữa hãy cùng tiếp lửa cho cô gái Trung Hoa Lương Bích Hữu của chúng ta một tràng bỏ tay thật lớn cho quý vị. Thank you.
Lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Được, cảm ơn Lưu Tiến Vũ rất nhiều.